Thưa quý vị, tình yêu với người con gái bao giờ cũng thật say đắm, nồng nàn và cũng thật buồn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Nếu đời không có anh để hiểu hơn những nỗi niềm trong tình yêu của Phái Yếu. Nhớ nhung ra diết đấy, nhưng cũng đầy dỗi hờn và mộng mị qua sự trở lại của nữ ca sĩ xinh đẹp sau một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu của Trung tâm Nhạc Vàng. Quý vị có đoán được đó là ai không ạ? Vâng, tôi sẽ không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa. Vâng, người mà tôi đang muốn nói đến chính là nữ ca sĩ Thu Giang. Xin quý vị nồng nhiệt chào đón sự trở lại của chị trên sân khấu Nhạc Vàng của chương trình ngày hôm nay. Oh.
tới. Một lần giao